Tối nay mình sẽ cho long trời lở đất kính hoàng và với anh vợ mình đánh ngất ngay con gà tây. Rửa trái vậy mới sôi thấy chưa? Mẹ thằng không xin về nó. Nóng đã quá. Má chú Ba làm gì ngon vậy ta? Mồi bén dữ à. Cái này mà làm dài phe là hơi bị đã à. Dài phe đã ông nội tôi chứ đã. Hai bảy nè vô đây nè làm cho dài cái này đi đã. À, nhìn cái mặt là biết sợ vợ rồi. Hai thằng bay còn non lắm con à. Tôi cho hai bảy xanh xương bây giờ. Ra sau lưng nhìn coi. Hai bay bị đặt láo láo với tao hả? Xin lỗi chú Ba, chú Ba. Để con giặt cho. Tụi mày ngồi đàng hoàng. Mà này gì thơm quá vậy? Thơm không? Hai bảy cũng muốn ăn cái đó không? Nè bây giờ nè, đừng có lao nhau nữa. Giặt đồ cho sạch, phơi lên cho tao rồi tao vô tao nướng cho hai bảy ăn. Mày rửa tay sơ mày ra phát nước rồi rửa tay sơ ra cái coi. Tụi mày ớn chưa? Lao nhau mấy đứa nhỏ nè, nhẹ nhẹ thôi. Văng vô con Hào, hồi con Hào trắng bốc luôn bây giờ. Mày thằng này đúng là mày tào lao thiệt chứ. Mày hít luôn nguyên cái đó vô trong người mày hỏi không thơm. Về tối nay tới sáng mai miệng mày vẫn còn thơm đó con. Hai mày, thằng này với nhỏ này, hai bay chưa bao giờ giặt đồ chắc luôn nè. Mày dò vậy nè. Trời ơi mày thấy chưa? Được chưa? Đi vô trong kia đổ thau nước này ra. Đây, đổ thau ra, lấy nước mới vô, dò sơ lên cái là phơi lên, vắt khô phơi lên cho tao. Lẹ lên đi vô đi. Rồi một lát ra đây nhóm lửa nha. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời kiếm chuyện. Tiếp ngay gắn lại, ngay gắn lại đúng rồi, ngay gắn lại là nói gì với tí cũ. Ngay cái đứa rùa bò này đâu có tiêu ta hay quay đâu rồi. Dạ, đứng đâu. Ủa nãy giờ đứng đâu mà sao mà vô nhanh vậy? Đứng kế bên đây nhìn thôi. Em mày rảnh thì chứ. Bây giờ tao sẽ giao cho mày một cái công chuyện rất là đặc biệt. Dạ. Biết chuyện gì không? Dạ. Đi ra ngoài kia canh cái đống lửa đi. Để mà hồi kia con gà nó vô trong đó, hoặc là mày có gà ăn nữa đó con, gà nướng. Dạ. Đi đi. Mấy con gà tre ở nhà nó đẻ. Mình kêu với con nhỏ này nãy giờ nó đi lụm vô, mày lụm gì mà cái trứng của cái con gà Thái Mỹ luôn vậy. Không biết đâu. Lụm con gà tre thôi. Quá đã nha. Đây nè nhìn nè, nhìn nè, để chịu đi. Mày làm thử rồi. Trời ơi, đẹp nè. Oh. Wow. Ồ. Đây. Ba đến vô ăn trứng nhiều lên cho nó trắng rồng đi cầu vô. Nè, nước sốt của ông nè. Múc vừa phải thôi nha, còn mười mấy cái khay nữa đó. Đó chú Ba. Sao chú Ba là nước sốt cho chú Ba mình cay dữ vậy? Tại vì thím Ba mày cay tao bữa giờ thôi. Lúc nào vẫn cay. Bữa nay tao cho thím Ba mày chạy vòng vòng vô mày coi nè con. Mày ở gần á, mày né ra tối nay mày đừng ngủ gần nhà tao nha. Thôi. Ngon với trời. Quá đã chưa rồi ta. Cái sốt này mạng với Hào nữa thôi là bá cháy luôn mọi người. Cái này vô nó mạnh lắm á nha, lực không á con. Mấy khay nữa đó nha. Ừ. Đây cả nhà, nhìn hấp dẫn không? Quá trời quá đất đã nha. Này là nướng lên hả chú Ba? Nướng. Rồi, ok xong nè, đứng đây ngồi canh đi. Dạ. Biết canh gì không? Rồi, mặt khôn. Đây, mình làm thêm cái món nữa nha mọi người ha. Hộp vịt lộn. Quá đã luôn. Bốn trứng vô chỗ luôn cho nó đã.
Rồi, tới công chuyện luôn. Đi mày đó. Hai mày đúng là hai thằng báo rồi chứ. Đi lên ra lẹ đi con. Đang tới, đang tới. Lửa ok chưa? Dạ, ok. Hai dòng nha, khỏi để bên kia nha. Để 1, 2, 3 cái. Hai cái bên kia khỏi. Rồi bắt đầu mình cho mình nướng ăn ha. Cái món chấn động này. Quá. Đổ vô phân. Từ từ nó muốn chết luôn à. Này mà cho một cái này là nhanh chín lắm rồi nè. Để đây đi, chút bên đây dài qua. Để đi lát nữa xong rồi tao nướng, tao dời qua bên đây. Sột nướng vô. Đúng rồi, quay luôn vậy luôn. Quay luôn bị hư luôn. Thì bao nhiêu trái gì mới sôi thấy chưa? Mẹ thằng không chịu nhê nó. Rồi, nhìn nè. Đã chưa? Không bao giờ bị nó làm cho mình thương gì nóng. Cái đài nghĩ chưa? Ngắn ngắn rồi. Cháy rồi, có gỏi lòng không? Nứt nách luôn. Quá đã. Ngon lành. Mà mỗi lần bình thường bị ta hành nhiều lắm hay sao mà mày thái bỏ hành vô vậy dằn mặt hả gì? Hôm nay chú ba sẽ cho tụi bay thấy tiệc chiêu của anh nè. Rồi kéo lên luôn, đúng rồi. Cái muỗng của mình đâu rồi đây? Trong đây à? Rồi, đây đây. Đây, xin kính mời tổng chào đại gia đình nha cả nhà. Đây là anh em ơi. Còn hào trước nè. Không? Ừ. Ồ, nóng. Chính là một lớp lòng đào ở dưới là hơi chín chín nhẹ nha mọi người ha. Ôi ôi. Ngon. Nóng đã quá. Quá chú ba. Lạ bà cố luôn. Bỏ cháy. Mà ăn con hàu mà nó sợ con hàu bị đau. Không dám nhai. Nó nhai sợ hàu bị đau hả? Mời mọi người có khói gì mới xem phê nè. Wow, cảm giác hấp hầu gà quá tê quá đã. Trời ơi, tê. Cái này nhẹ, rồi hãy cảm thấy được. Để cũng đã không?
ăn đã không? Mình sao hai bạn muốn ăn gì á? Qua bên nhà chú đi. Quái lòng thì chứ.